quay con UH cho các bạn coi ha các bạn. Hitachi UH. Chặng dài ha các bạn. Chặng khoảng 15 16 m. Khoảng là tính luôn gào các bạn, gào lên 2 m. Lâm hết quá. Vứt bỏ lên hai ba xe còn lanh ghê luôn các bạn. Xe này dọn lại từ lưa hết trơn rồi. Ngồi chỗ quay cho bạn xem các bạn, nắng quá. Giờ là mấy giờ? 10 giờ rưỡi. Xe này thì chắc mới đi đây rồi bạn, còn mới chát, dọn lại cũng mới chát.
rồi, mình hẹn các bạn những video tiếp theo của mình ha. Cảm ơn các bạn nha.